Số 8 hay số đường đời 08, những cái biểu đạt ra của cái con số này, rồi những cái điểm hạn chế của người mang con số đường đời là số 8, hay là những cái xu hướng để người ta có thể là khắc phục cái công việc người ta nên lựa chọn từ con số đường đời số 08. Trong cái video này thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn xung quanh con số này. Nếu bạn có cái số cộng tổng lại những cái con số nó bằng ví dụ như là 35 thì 3 cộng 5 nó bằng 8, thì bạn có con số đường đời là số 8. Số 8 là một cái con số đặc trưng. Với người mang cái con số 8 thì các bạn thấy rằng là chúng ta có cái bộ số từ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Thế thì 1, 2, 3, 4, 5 là những cái con số ở cái tần số dao động nó thấp. Thế còn là số 6, 7, 8, 9 thì là những con số ở cái tần số nó dao động cao rồi, là cái người ưa năng động và ưa cái hoạt động rất là nhiều. Thì cái người số 8 là một cái người đặc trưng của cái tính hành động. Con số 8 nó là biểu đạt của tính hành động, và người mang cái con số đời là số 8 là cái con người của cái sự hành động. Và hành động đây nó thiên về cái lĩnh vực gì? Cái phẩm chất bẩm sinh của cái con số nó cho chúng ta biết rằng này, đây là người mà họ sẽ thực tế ưa cái vật chất, ưa cái công việc liên quan đến hiệu quả, ưa cái công việc liên quan đến cái tiền bạc hay là cái lợi ích. Đấy là một cái điều đầu tiên. Cái điều thứ hai là họ là cái người mà giỏi ở trong cái quản trị và lãnh đạo. Thế thì tại sao lại họ lại có thể khả năng hiệu quả và lãnh đạo rồi là giỏi cái quản trị? Thì thế này, chúng ta thấy rằng là con số 8 thì nó bằng 2 nhân với lại 4. Thứ nhất là số 2 thì là cái khả năng trực giác họ cũng rất là tốt, và họ có thể nhìn được cái con người. Bạn biết là nếu mà giỏi về cái quản trị tức là phải biết cách nhìn người sau đấy mới biết cách mà sắp đặt cái công việc phù hợp với từng cái năng lực của từng cái con người một. Và khi họ có cái năng lực để họ nhìn được vào bên sâu bên trong con người thì họ có cái khả năng để mà biết được cái công việc nó phù hợp nhất đối với từng cái con người. Cái điều thứ hai là cái con số 4. 2 nhân 4 mà, thì cái số 4 đấy là cái con số của cái hiệu quả, của cái sự kỳ mỉ, của cái chi tiết, rồi cái ngăn nắp, cái trình tự và cái sự tập trung. Thế thì khi họ có và một cái biểu đạt nữa là cái con số của cái rất là thực tế hay là cái lợi ích vật chất. Thì khi họ có cái con số này thì họ cũng có cái biểu đạt của tất cả những cái tính năng mà tôi vừa chia sẻ. Thế thì nó lý giải tại sao lại logic của cái con số 8 là người ta hiệu quả vật chất, và thứ hai là giỏi trong cái quản trị, cái thấu hiểu con người hay là cái việc là sắp xếp cái mô hình tổ chức nó rất là tốt. Này, từ hai cái yếu tố vật chất này, từ hai cái yếu tố mà quản trị con người giỏi giang trong cái việc là lãnh đạo tổ chức ấy, thì bạn thấy rằng là nó sẽ liên quan đến công việc là tiền bạc nó không tốt. Vì thứ nhất là nếu mà bạn là thiên về cái lợi ích vật chất thì bạn cũng có xu hướng hút về mình những cái liên quan đến vật chất. Cái điều thứ hai là nếu chúng ta biết về cái quản trị thì nếu một người làm thì chúng ta chỉ được một số việc. Nhưng mà nếu mà nhiều người thì ta nhân bản cái việc ấy lên một cách nhanh chóng. Ví dụ như có 10 người thì ta sẽ làm cái việc đấy rất là nhanh chóng. Thế cùng một là một người làm được một việc, nhưng 10 người thì cũng phải làm được 10 việc không? Như vậy thì nó sẽ là vừa là hiệu quả nhưng lại biết nhân bản hay sử dụng con người thì cái hiệu quả nó được nhân lên rất nhiều lần. Nên chính vì thế thì những cái người mà có cái số 8 họ cũng giỏi trong cái việc kinh doanh, giỏi trong cái việc là điều hành tổ chức, giỏi trong cái việc là liên quan đến tiền bạc. Đấy là những cái đặc trưng chung của cái con số 8. Thế còn là cái mặt hạn chế thì chúng ta thấy là với là cái người mà mạnh mẽ thúc đẩy, cái người lãnh đạo mà AIO ấy, thì cũng khó làm. Nhưng mà họ họ quyết đoán, họ mạnh mẽ, họ thúc đẩy nhân viên thì đôi khi ấy nó dẫn đến là những cái đôi khi là độc đoán hay là áp đặt hay là cái nữa đấy là cái nóng này, cái nóng tính. Vì họ phải nóng, họ phải quát chứ là các cái nhân sự mà nó cứ sau đấy làm cái việc nó không ra đâu vào đâu ấy, thì có phải là cái người lãnh đạo người ta cảm thấy sốt ruột. Sốt ruột thì người ta nóng này, người ta có thể là quát tháo. Thì đấy là cái điểm yếu và đôi khi nó cũng sẽ dẫn đến những cái bất hòa trong cái tổ chức. Nhưng mà cái lợi ích thì nó sẽ lớn hơn nhiều. Đấy là cái mặt mà tích cực và cái tiêu cực. Tiêu cực thì cũng dễ trong cái việc là khắc phục thôi. Ví dụ như là chúng ta hình dung và biết cái con số đấy nó có đặc tính, thế thì chúng ta cũng có thể là điều hòa cái tính cách của mình để nó nhu hòa, nó cân đối, nó đạt được cái sự nhân hòa ở trong cái cơ quan hay tổ chức. Và từ những cái đặc tính của cái con số này thì cái nghề nghiệp lựa chọn là nghề nghiệp nào thì tốt nhất là họ nên lựa chọn trong cái lĩnh vực kinh doanh, vì kinh doanh họ sẽ làm tốt, họ làm hiệu quả.
hay họ làm lãnh đạo trong cái cơ quan tổ chức, thì thiên về kinh doanh hay là thiên về cái lãnh đạo, thì ở đây ấy, là lựa chọn là ví dụ như là kinh doanh thì ta có thể là tham gia vào các cái mô hình kinh doanh, hay là ta có thể start up ra những cái công ty để kinh doanh. Nhưng mà lựa chọn là người đứng đầu trong cái tổ chức thì cũng rất là tốt, vì như thế họ cũng có khả năng ứng dụng hay là giỏi giang trong cái việc vận dụng cái tính cách, cái khả năng tổ chức, để sau đấy thì là đưa cái quy mô hay đưa cái tổ chức đấy nó tiến lên, nó phát triển và nó đạt được những hiệu quả cho cái nhân sự của tổ chức đấy, hay là cho cái mục tiêu hay tầm nhìn hay sứ mệnh của cái tổ chức. Thì đấy là những cái đặc trưng mà cái người mà số 8 họ có thể làm. Còn nhiều những cái yếu tố khác, ví dụ như ta có thể là quan sát với số 8 đấy, đó là cái tổng quan, và nhìn được người ta làm được thuận hòa hay không, và theo cái nét nào thì ta phải nhìn những con số khác ở trong cái ngày tháng năm sinh để đưa ra quyết định chuẩn xác. Nhưng mà với cái con số đường đời là số 8 thì ta có một cái nhìn nhận tổng quan về cái con số đấy là như vậy. Thì chia sẻ với các bạn thông qua cái video này về con số 8, và hy vọng rằng là chúng ta sẽ có những cái góc nhìn gọi là cởi mở hơn về cái con số này, và cũng lựa chọn được cái công việc phù hợp nếu ta mang con số này. Chia sẻ với các bạn về con số 8 này, và hy vọng chúng ta có những cái góc nhìn mở, góc nhìn thêm về cái con số 8. Và nếu bạn đang mang con số này thì bạn cũng có những cái sự lựa chọn cái công việc nó phù hợp nhất. Chúc sức khỏe, và bạn đừng quên là đăng ký cái kênh YouTube này, giúp tôi để tôi có thể là làm nhiều hơn nữa những cái video để phục vụ các bạn, và thứ hai là bạn cũng có thể nhanh nhất nhận được những video mà tôi chia sẻ. Xin chào và xin hẹn gặp lại trong các cái video sau.